Ok, xin chào tất cả anh chị em. Thì mình là Tuấn đây. Và ngày hôm nay mình đang có mặt tại Bình Dương để mình quay review cho anh em một cái tiệm cá cảnh. Mà tiệm cá này đặc biệt ở chỗ là bạn này ngày trước thì bạn có chơi beta. Và đồng thời điểm đó thì bạn cũng có đi làm một công việc tại Vinamilk. Hiện giờ thì bạn đang nghỉ làm để bạn về bạn tiếp tục đam mê của mình, mở một tiệm cá cảnh. Và bây giờ mình sẽ đi qua mình quay cho chị em xem ha. Ok, bây giờ mình tiến vào bên trong ha. Đây là tiệm cá cảnh Bảo Vi Aquarium ha. Số điện thoại là 0767167553. Ở bên dưới có một số nữa là 0766276772 ha. Địa chỉ là 162 An Bình, phường An Bình, dưới An Bình Dương. Nói là Bình Dương nhưng mà ở đây rất là gần Thủ Đức các bạn. Còn nó cách một cái con đường thôi. Ok, và bây giờ mình vào bên trong các bạn ha. Đây là bạn chủ tiệm, bạn Quỳnh Biển. Chào anh Tức. Chào các bạn. Hôm nay giờ này là mấy giờ ta? 11 giờ mấy rồi. Giờ này là chắc cá đồ xong hết hả? Giờ này là cho ăn được xong hết rồi. Mỗi ngày thì mất bao nhiêu thời gian cho cái tiệm này? Buổi sáng thì tầm 1 giờ mới xong. Hôm nay là tranh thủ xong sớm xíu. Nhưng mà có mệt không? Không, đam mê mà mệt gì anh. Thì hôm nay anh đến đây để mà anh chia sẻ cái đam mê, nhiệt huyết của một cái người mà chơi cá cảnh lâu năm. Thì hôm nay em dắt anh với các bạn tham quan tiệm em ha. Dạ ok ạ. Thì ngày trước á, anh có biết Biển á, là Biển có làm ở công ty nha, có đi làm công ty. Có làm công ty á. Làm cũng được cỡ 11 năm á, gần 11 năm. 11 năm. Mà lúc đó là mình có chơi cá cảnh chưa? Bắt đầu chơi lại cá cảnh là tầm hơn 8 năm. Và lúc nhỏ là học cấp 1, cấp 2 đã chơi rồi. Lúc nhỏ là biết làm những con cá cỏ này, cá trân châu, bình tích, li thi, cá đá rồi để... Vậy là mình có cái máu cá cảnh trong người rồi. Từ nhỏ rồi. Rồi công việc của mình thời điểm đó thì thu nhập tốt không mà mình lại nghĩ mình làm cá cảnh? Cũng nói chung là bình quân này kia cũng tốt á, ngoài ngàn á. Ngoài ngàn? Ủa sao lúc đó nghĩ không giới thiệu anh làm chứ làm cá cực quá. Nhưng mà đam mê mình có thể có thu nhập tốt hơn như vậy nữa đúng không? Nếu mình tập trung vào đam mê. Dạ đúng rồi, nói chung là khi mà mình làm cái gì đó mình bỏ tâm huyết vô mình làm cách bài bản nhất có thể thì nó thấy nó cũng ổn á. Nghề nào cũng là nghề mà. Anh thấy ở đây em có mấy cái hồ thủy sinh nữa nè ha. Dạ đây là mấy cái hồ thủy sinh mini để bạn. Đây là kích thước nó là 30. Cái này mình để nuôi cái gì ta? Nuôi tép kiển nè, rồi ni. Nói chung những con cá thủy sinh nhỏ. Giờ là ni ông rồi. Beta được không? Beta, ôi beta vô tư anh, đây beta đây. Beta là ngon luôn ha. Đây có beta đây. Này là con Nemo Half Moon nữa bạn. Nemo Half Moon. Xinh xinh nè, cái này để trên bàn thì rất là đẹp. Có cái đèn nữa nè. Cái đèn. Cái này bao lâu thì mình thay nước? Cái này à? Nói chung khi nước nó ổn định rồi thì thỉnh thoảng châm vô hoặc là một tuần thì hút tầm 1/3. 1/3 là châm vô. Đây, nếu mà một tuần hút 1/3 ở bao nhiêu đây nguyên một cái tiệm như vậy? Một mình em. Bà xã em có đi làm không? Bà xã lúc trước cũng đi làm công ty. Rồi sau đó thì cũng nghỉ ở nhà rồi. Hiện tại giờ hai chồng tập trung cửa hàng. Là hai vợ chồng nghỉ hết? Dạ đúng rồi. Anh Biển này là ảnh là lương hơn ngàn. Vợ lương hơn ngàn là 2000 mấy. Mà mình nghĩ rằng là phải là có một niềm đam mê rất là lớn mới có thể làm được như vậy. Chứ như mình là mình ổn định liền, mình ổn định chỗ ngồi liền. Ban đầu thì chỉ có mình em đam mê thôi. Vợ thì phụ nhưng mà giờ hai vợ chồng thì tập trung toàn lực vô đây rồi. Đam mê hết rồi. Là vợ là đam mê lây đúng không? Bị lây đúng không? Bị lây đúng rồi. Ở chung bị lây á. Ủa nhưng mà khi mà mình đang làm việc như vậy là lý do đâu mà có động lực nào mà để mà thúc đẩy em để mà em nghĩ mà em mở tiệm như vậy? Chung là ban đầu thì em mê đam mê bên cá beta. Beta rồi trong quá trình nuôi á là mình đi mua thức ăn phụ kiện thì đi tham quan nhiều tiệm cá cảnh thì mình thấy cái nghề này nó cũng hợp lý nên là sau đó nói chung là mục đích ban đầu á là mở tiệm cá cảnh để đi lấy mồi khỏi chạy đi lấy mồi nhà cho cá ăn thôi á cho nó khỏe hơn không? Cho nó khỏe hơn đúng rồi. Rồi nhưng mà thí dụ như anh đi thì anh mê beta đi sau đó anh mở trại. Anh mở shop, anh mở trại. Tại sao anh không mở trại mà lại đi mở một cái tiệm cá cảnh nhiều loại như vậy? Nói chung là giữa mở trại và mở cửa hàng thì ban đầu là em cũng có ý định là mở trại. Nhưng mà sau đó tính qua tính lại thì mở cửa hàng nó vẫn ổn hơn. Mở trại thì giờ hiện tại thì thu nhập nó ổn định hơn đúng không? Đúng rồi, đúng có lượng khách hàng ngày. Còn trại thì mình phải cần đi kiếm khách hàng. Cần đi kiếm khách hàng và mức độ cạnh tranh với các trại ở miền Tây rồi ở tỉnh lên thì nói chung là giá cả này kia nó rồi đầu ra nữa. Đúng không? Đầu ra nữa nên nó nhiều thứ lắm, nhiều vấn đề lắm.
Ủa nhưng mà Biển ơi, tại vì ở đây mình nhiều loại nè, thì khi mà mình nuôi như vậy á, mỗi con á, theo anh biết nó đặc tính khác nhau nè, rồi cái môi trường nuôi khác nhau, thì mình làm thế nào để mình được có kinh nghiệm để mình có thể nuôi được như vậy? Nói chung là thời gian đầu á, là khi mở ra thì cũng nhập cá về nhiều, nhưng mà tỷ lệ hao hụt nó cao lắm. À, rồi tức là sau đó mình bán tiền hồng. Đúng rồi. Sau đó thì mình sẽ rút kinh nghiệm, chứ mà đi lấy quá trình đi lấy hàng á thì mình hỏi bên người ta chỉ mình nè, người ta chỉ mọi người chỉ ít ít rồi anh em đi trước nữa. Vậy là em may mắn là gặp người tốt, tại vì những người mà anh rất là quý, những người mà chia sẻ kinh nghiệm với mình vô điều kiện, họ chia sẻ để mình có thể tham gia vô cái bộ môn này, rồi họ có thể giúp mình để mà mình có thể truyền đạt kinh nghiệm lại cho những người nuôi sau này nữa. Dạ. Sau cái vấn đề cá này nè, tức là cái con cá thì mình đã có cách nuôi rồi, đúng không? Vấn đề cá này mình tới một cái vấn đề tiếp theo là vấn đề khá nhức nhối, đó là thủy sinh. Tại vì cái thằng này nè thì nó là một cái bộ môn khác rồi. Thì cái này anh thấy em đem làm rất là nhiều loại ha. Rất là nhiều loại cắm, tỉa rồi cột này nọ các kiểu luôn. Thì cái này mình có thật cần phải học không ta? Khó lắm không? Cái này hả? Nói chung em cũng có học, nhưng mà học lớn trên YouTube rồi tự làm. Rồi một thời gian em chỉ lớn sân qua bên thủy sinh đây tầm 5 tháng thôi, mà giờ hiện tại cũng tương đối cứng rồi. Cái này anh nghĩ là chắc là do nhu cầu khách hàng ha. Tại đúng vì rồi, khi mà người ta mua cá từ nhu cầu của khách hàng rồi mình sẽ tạo ra ý tưởng. Với cái này thì em cũng có muốn làm nó lâu rồi, nghe 8 năm em đã định làm rồi, nhưng mà sau này thời gian gần đây em mới bắt đầu tập trung sâu như đó. Bây giờ là bắt đầu mình tập trung nhiều hơn cái đó ha. Dạ. Anh thấy ngoài mấy cái hồ mini này ra ha, ở đây mình còn một cái hồ rất là lớn ở ngoài đây. Cái này là hồ là để làm vừa chơi, để cho tạo ý tưởng cho khách hàng. Chơi chơi mà chơi lớn dữ, tại một cái hồ này anh thấy là nó rất là tốn công, hay là thứ nhất ha, là tiền là thứ hai, tại vì khối lượng đá, lũa rồi rong rêu trong đây nè. Mấy cái này là mình kêu bằng gì? Ráy hết ta? Cái này là ráy, bù xếp tím, bù xếp xanh, bù xếp, phiêu thảo nâu. Rất là nhiều thứ trong cái hồ các bạn ha. Phiêu thảo xanh, cỏ thề, ngưu ma chiên, rau má nhật. Cái này mình có phải mua không? Mua, tất cả đều mua. Ủa chứ không phải ra đường mình bứt. Nói giỡn các bạn thôi, chứ thật ra mọi thứ trong đây mình đều phải bỏ tiền ra. Bỏ tiền ra, bỏ ý tưởng nữa, với lại nó không phải là cắm vô nó như vậy liền đâu ha Biển ha. Dạ đúng rồi. Cái này, cái hồ này tuổi thọ nó tầm gần 2 tháng rồi đó. Gần 2 tháng. Ở trên đây thì gần 1 tháng, chưa đến 1 tháng. Cái này mà thí dụ như có khách mà họ thích cái này luôn, họ bê về được không? Hay là mình xét cái mới? Mình xét cái mới và bê về luôn được. Và cái này là tụi em tự, tất cả công đoạn là tự làm hết. Từ dán kính rồi hàng kệ rồi. Vậy? Tự dán kính, tự làm kệ luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Một cái hồ như vậy thì chi phí nó cao không? Chắc cũng vài chục á. Vài chục là một cái hồ phong thủy để nhà đẹp, rất là hợp lý các bạn. Dạ. Ngoài cái hồ này ra thì cái này là cái phần thứ quan trọng nhất trong những cái hồ thủy sinh nè. Cái này là hai cái lọc á. Hai cái lọc hồ, cái này là lọc chính, cái lọc phụ. Ồ. Hai cái lọc cho một cái hồ. Hai cái lọc còn có CO2. À CO2. Thí dụ như không CO2 được không? Cần phải có CO2 anh. CO2 để cây nó quang họp nó tốt hơn đúng không? Dạ, đúng không rồi. Có thì vẫn được, nhưng mà nếu mà có thì cây nó sẽ đẹp hơn đúng không? Dạ đúng rồi. Thí dụ như anh không lọc này mà anh lọc bằng mấy cái lọc máy bơm thông thường được không? Vẫn được anh, nhưng mà cái mức độ thẩm mỹ, tính thẩm mỹ nó không có. Bài bản là mình phải như vậy đúng không? Dạ đúng rồi. Cái nào cái hồ này thì mình thả được nhiều loại cá không ta? Cái hồ này hả? Thả được nhiều lắm anh, nhưng mà trong cái này em xác định là em chơi cây nên là cá chỉ để vài con phụ kiện để cho có hình thức thôi. Sau này cái hồ dưới đây là em chuyển qua thả tép kỉnh, tép khiển đó. Tại vì anh nghĩ là những cái loại cá nó hiền hiền, chứ còn nếu mà nó quậy quá nó bươi lên. Dạ. Phía công mình bươi đây nè, đưa bóng vàng vô để xử lý tảo nâu, nhưng mà nó làm nền nó tróc bay lên, bay lên. Những cái con cá trong hồ này nó có phải là nằm bên đây không ta? Cho khách hàng đúng không? Để cho khách hàng đó. Giờ mỗi một cái hồ em cũng tạo cái môi trường để cho nó tự nhiên nhất có thể. Bạn giống mình ở cái là bạn rất là thích thẩm mỹ, đó là mình ít khi thấy tiệm cá cảnh nào mà họ trưng bày cá để mà trao đổi với khách hàng mà lại có setup như vậy, tức là nền nè, nền ha, và hồ rất là sạch, đường như biotop. rồi cũng sỏi đá, rồi cũng cây cảnh trong đây, tạo cảm giác cho mình thấy thoải mái khi mình mua con cá, nó không bị tù túng lắm, rất là đẹp bạn ha. Ở dưới đây có tụi này là tụi sọc người dạ quang. Sọc người dạ quang nó giống tụi sọc người cánh tiên ha. Cánh tiên nó cũng đó, nhưng mà loại này loại thường. Cái này mà làm một cái hồ mà thả nhiều con này vô nó cũng bắt mắt, giải trí ha.
Ở bên đây là cá lóc em nhỉ? Có cá lóc, lóc vây xanh đó. Lóc vây xanh nè. Đồ này thì nó nhảy lắm ha. Nhảy, phải đậy nè anh. Ờ, phải đậy lại nè, chứ không nó bay ra ngoài hết. Ở đây bạn rất là nhiều loại cá, mình quay một ngày cũng chắc chưa chắc hết. Ở đây con này mình kêu con gì? Có nhiều loại nó không biết tên. Cái này là cá kim tiền cờ cao, kim tiền cá kiếm. Đây là trân châu bình tích, trân châu bình tích nè. Cái này tay nhỏ à? Tay nhỏ, nhỏ. Còn cái này là cái gì? Két banda. Két banda. Anh nhìn thấy giống con cọp. Không biết kêu két banda. À, cái tên ở ngoài dạ, chợ thương mại này nó kêu vậy. Cá muốn. À, cá muốn. Con này là muốn. Cho nó phụ kiện cho hồ thủy sinh, hồ rong. Ờ, sao nó giống, nó giống từ này nè. Khác anh, khác. Khác hả? Khác loại. Ừ, nhìn giống nhau ghê. Dạ. Ủa, ngoài mấy cái cá mà thủy sinh, cá cỏ này thì mình còn cá nào cao cấp hơn không? Biết hơn. Chung là tốn tiền hơn chẳng hạn. Cũng có, cũng hàng trung trung thôi. Mời mời anh em vô đây. Đây thì có la hán, đây là thái châu. Thái châu ha. À, thái châu. Vừa tụi này đầu màu với châu cũng full. Ừ. Tầm hồi. Tụi này cỡ tờ không? Tờ xanh không? À, nửa tờ xanh á. Nửa tờ xanh hả? Nửa tờ xanh. À, nửa một tờ xanh mình có thể được hai cháu này ha. Hai cháu này. Cần ha. Mà em tách ra như vậy, nuôi như vậy nó có bị chật không? À, không chật anh. À, nguyên tắc là hẹp cỡ này nước cao, đầu nó lên rất là tốt. À, anh thấy người ta còn phải cho kè này nọ đủ thứ hết á. Cho kè. Có cần phải kè không? Có anh. Nhưng mà thường mà thả những con cá như hồng két đi thằng vô để cho nó kè, nhưng mà không cần thiết. Giống đồ chơi của nó hả? Nó cắn nhau tụi này thời gian cũng chết rồi. Ồ, trong đây có một cái con cá nó. Con này con gì? Con này có giống con chừa kiến nha. Ờ, cá chừa kiến anh. Mà chừa kiến sao? Nó bị tật. Sao nó ẹo dữ? Nó giống như bị đột biến. À, con dạ. Này con này là chùi nguyên cái sân vận động luôn á chứ. Cái nó bự quá bự luôn nè. Dạ. Cái hồ này là hơi nhỏ với nó nè. Tiếp theo là cái gì đây? Cái này là cá... giống cá mập vậy. Cá tra, cá tra hả? Cá tra đen với cá tra trắng. Này hàng phụ kiện cho cá sân màu, hồ cá sân màu vậy. Đây là cá thành cá tư hãng xây nhỏ. Nó là ná nhau hả? Thiệt nếu mà nhìn nhau. Thì nó giống nhau. Thành cá tư hãng nữa các bạn. Tên đẹp quá trời. Dạ, nhìn kỹ lại thì nó khác. Mình có con nào mà lịnh hồ sung hay lâm sung không? Không. Đây là số quả tiễn. Bên mình cũng có cá rồng, nhưng mà cá rồng hiện tại đang hết hàng. Hết hồ. Xấu quá tiễn. Xấu quá tiễn. Xấu thiệt luôn á. Xấu thiệt luôn. Đuôi tốc độ lớn của nó nhanh cực kỳ luôn. Nhìn nó cái hàm đó nè. Nó xấu là không phải là con cá xấu nha bạn. Nó cái dạng hình nó nhìn nó giống như con cá xấu á. Ồ, ngoài ra dưới đây bạn còn có cá ông tiên nè. Ông tiên này là ông tiên Nemo nhỉ? Hay ông tiên coi? Ông tiên coi nha. Ông tiên chưa có Nemo. Ông tiên coi. Còn nhìn nó cũng đẹp đó. Nhìn cưng á, nhìn tụi này nó đứng ở nước á, nó chậm nhìn nó hay lắm. Trong hồ này có ba loại ông tiên coi, ông tiên trắng, ông tiên sọc. Ông tiên ba sọc ha. Ba sọc. Nhưng mà mình thích coi với lại con trắng nè. Còn cái con sọc sọc này là cái gì? Đây là tứ vân sọc á. Tứ vân sọc. Si cam sọc á. Si cam. Si cam. Si cam sọc. Si cam. Ở trong hồ này rất là nhiều con. Đếm sơ sơ chắc cũng phải 3-4 loại trong đây nè. Cái con nhỏ này là con cá bút chì. Bút chì. Cá phụ kiện cho hồ thủy sinh á. Nó có làm gì trong hồ không ta? Gặm nhấm dơ gì không? Có, nó ăn những cái tảo sợi á. Riêu. Hôm bữa anh đi quay bên Rin á, thì Rin Aquarium á, thì nó có cái con cá là cá bác sĩ. Cá bác sĩ, nó lại nó trị bệnh nha con cá. Bên hàng cá thủy sinh á, là cá bác sĩ là cá nước mặn mà. Cá biển đúng không? Rồi. Bên đây mình cá nước ngọt mình có không? Nước ngọt thôi. Nước ngọt thì em chưa tìm hiểu tới, tại nó nhiều quá. Ở dưới đây là la hán nhỏ hơn em ạ. Đây là la hán nhỏ tụi em đang phơm lên. Nó có cùng giống với thằng kia không? Có cùng giống anh. Ồ, vậy là mình nuôi từ nhỏ xíu như vậy. Đúng rồi, nó sẽ lên đầu rồi nó sẽ ra con kia. Đúng rồi, như con này. Đúng rồi, đầu nó đang lên nè. Giờ là thúc sai lên rồi cho ăn tim bò đỏ nó thích màu lên. Tụi này anh nghe nói là nó cũng có form vây kỳ màu sắc đủ thứ nè. Có đủ thứ hết nè. Đây, form thì em để nhẹ ngắn vậy. Từ từ đầu nó sẽ lên, nhanh lên. Tại sao mình không thả chung hết nguyên hồ, nó nhỏ đâu cắn nhau đâu. Cắn nhau anh, nó cắn ghê lắm. Vậy à, nó cũng cắn như bé ta hả? Nó cắn nhau rồi nó lây bệnh qua lại á. Nên là cũng phải ngăn ra vậy. Nó cũng phức tạp ha. Cái nước sao em để thấp vậy? Em thay nước chưa chăm lên kịp á. Xíu nữa sẽ chăm lên nè, nó cỡ này không? Cỡ này càng cao càng tốt. Còn cái đây, bên đây là gì? Đây là si cam thường, si cam dài. Cái con này nó không hấp dẫn bằng con kia. Con này cái màu nó cũng tối hơn. Do cái nền của em á, cái nền nếu mà làm nền tối thì nó màu nó sẽ đậm hơn. Tụi này cũng hấp dẫn đó, tại anh chưa thấy cái đúng cái màu của
Đội này mình nuôi được lâu không? Lâu á, ngoài năm á. Ngoài năm á. Nó cũng rẻ tiền, thành ra nuôi ngoài năm là ok rồi. Ở bên này là mình có cái gì ta? À, đây là Ali. Ali. Ali nhìn màu. Ali sao mà nhiều màu dữ? Nhiều loại Ali hả? Hay là một loại? Một loại mà nó nhiều màu vậy. Anh nghe đồn tụi này nó dữ lắm nè. Dữ lắm anh ơi, thả chung với cá lóc rồi với cắn hư vầy của cá lóc này. Mấy người nào mà máu chiến nuôi tụi này về, anh thấy bên có một số hồ họ nuôi cái hồ đen, con đen á, xong nuôi mấy con này không nhìn được hấp dẫn. Nhưng mà nó làm cái hồ san hô á, hồ san hô để thả tụi này nhìn cũng hay lắm. Về là cái neon á, neon vua. À neon vua. À. Tại sao cái neon vua nó khác neon thường gì? Là cái sọc đỏ của nó là kéo dài từ đầu tới đuôi luôn. Còn neon xanh thì nó còn loại neon xanh rồi neon đen nữa, nhưng mà hiện tại giờ em chỉ có neon vua này thôi. Neon vua thôi. Dạ. Ở coi trong đây là chỗ này là chuột hả? Chuột trắng anh. Chuột trắng hả? Trắng nhìn kỹ lắm mới thấy nó nha. Dạ. Còn bình thường nhìn tưởng đâu nó là viên đá. Quá trời loại luôn bạn. Quá trời quá đất loại. Dạ bên đây còn có cái dĩa đó nè. Đây có cái dĩa. Cái dĩa. Tụi này nghe đồn khó nuôi lắm á. Dạ đúng rồi, nuôi nó canh nước rồi cũng cực. À, em có đây, dạ đây. Đây em có một cặp dĩa nó đang đẻ, nhưng mà lứa này nó hơi ít trứng quá. Sinh sản hả? Dữ lắm anh em. Hồ nào bạn cũng cưng lắm nha, hồ nào cũng lót này nọ, tiểu cảnh đồ. Tại vì ngoài cái việc mà mình nuôi cá ra, mình ngắm, mình nhìn nó đẹp, nó cũng hay á. Làm cái hồ nó đẹp đẹp, mình nhìn nó cũng ok. Ủa cái con mà phun trứng lên như vậy là con trống hay con máy? Nó thay phiên nhau để nó thổi không khí vô để cho tạo oxy cho trứng. À. Ổ này do nước mới nên là nó kẻ ít và tỷ lệ hư nó nhiều lắm. Mình làm sao để nhận biết là con trống con máy ta? Theo anh nhìn thấy cái con kia là con máy. Phải không? À đúng rồi, chính xác nó là con máy đó. Ừ. Nhìn nó cũng na ná nhau nhưng mà cái con ở ngoài này nè, cảm giác nó đẹp hơn. Dạ đúng rồi. Vây kỳ nó cũng rộng hơn. Cái này kêu bằng là tên của nó là dĩa Tiger. Dĩa Tiger. Tiger, đây là body, là body bull. Body bull. Nhìn nó cũng đẹp lắm. Tụi này thì nó mấy tờ? Tụi này hả? Hiện tại là khoảng tầm dao động tầm 3 tờ, 3 tờ là giá rẻ rồi. 3 tờ xanh ha. Dạ. Ok, cũng ok các bạn. Giữ con tốt rồi. Xe cỡ này thì mua về chỉ có chơi thôi chứ đâu có cần phải chăm bẩm gì nhiều. Về nhiều khi lụm bầy cá con là lời nè. Ủa ngoài cái cá cảnh này ra mình còn cái thêm cái món gì nữa không? Món gì ăn chơi nữa hay không? Còn có, nói chung là nhiều thứ, còn có tép kiển nè. Tép hả? À tép kiển rồi. Tép kiển là nó là sao ta? Đây, tép đây. À nó như vậy hả? Nó như vậy nè. Nó giống như con tép bình thường mình mà nó nhỏ. Hồ nhỏ đây mình thả một hồ 10 con nhưng mà hiện tại giờ khoảng 100 ngoài rồi. Đây. Ồ. Anh em thấy tép con không? Nó dễ sinh sản vậy hả? Dễ lắm anh. Nói chung là khi cái độ cứng nước và môi trường tốt á là nó sẽ sinh sản nhanh lắm. Tụi này mình có cần lọc gì không ta? Không, chỉ cái lọc bio đây bình thường được rồi. Dễ đơn giản ha. Dạ. Nếu mà cái này bạn nào mà có cái không gian phòng nó hơi nhỏ, mình có thể là làm một cái hồ như vậy rồi rong rêu mình nhìn mấy con tép nó ăn nó đẻ cũng vui lắm. Cái này mình cho nó ăn gì? À, nó có cám tép à. Cám tép rồi lá dâu luộc. Lá dâu. Cái đó mình mua ở đâu? Lá dâu thì đi mua cây hoặc đi dọc đường thấy có cây dâu rồi. Qua đây mua được không? Dạ. Qua đây mua được không? Qua đây gặp anh chủ tiệm đẹp trai rồi mua luôn. Đó, mình có thức ăn chuyên dụng cho nó. À. Nhiều loại lắm. Còn mấy cái này hồi đó anh nghe người ta nói là nó khó nuôi lắm ta, sao giờ nghe em nói nó dễ nuôi vậy, hay là nó có loại tép khác không? Nó có loại tép lạnh đó. Tép lạnh có nhiều loại, nó có loại này là tép kêu bằng tép nóng. À tép nóng. Tép nóng nên nó sẽ dễ hơn. À. Tại vì anh thấy nó có nhiều màu khác nhau. Tụi này thì nó đơn sắc đó, nó solid. Dạ, ở đây 4 loại á. Vàng, đỏ, xanh và đây là đỏ thành kêu bằng là Merinoni. À. Ngoài ra ở đây bạn mình thấy bạn còn rất là nhiều cái beta ha. Đam mê không bỏ được ha. Không bỏ được. Rất là nhiều beta ha. Bạn có fancy nè, yellow fancy nè. Màu sắc ok lắm. Được Dumbo nữa nè. Dumbo tay cũng bự luôn. Mà bạn nuôi bạn cũng lọc liếc đồ, bạn cũng sỏi rong vào đây đủ. Và phụ kiện đó. Cái này chắc phải nhờ em giới thiệu nè, tại vì anh không có rành lắm. Dạ. Cái này mình có, cái này là sứ nha. Đây là sứ. Đây là vật liệu lọc. À, cái này là đá nhâm thạch đó. Nhâm thạch. Cái này về mình phải rửa nha. Rửa anh sơ rồi để vô hộp lọc. Rồi để thẳng vô hộp. Cái này là sứ lọc nè, tại vì hôm bữa anh qua bên chép coi anh quay á, tại có nói nè, thành ra biết. Còn dưới đây là đây cũng là lọc hả? Đá để
set up cái hồ thủy sinh á. Cái này mình bán theo cục hay là mình bán theo ký? Bán theo ký. Ở đây có 4 loại đá. Đá kẹp kem, đá đen Gia Lai, Tiger. Mà nó cũng có nhiều tên dữ. Đá cụi còn nhiều lắm, ở đây là nó gốc nhỏ thôi. Nó rất là nhiều thứ các bạn ha, phải đòi hỏi mình có một cái sự đam mê lắm, phải nhớ nó. Ngoài tên cá ra còn phải, à này có san hô nữa nè. Có san hô nhánh. Ngoài ra thì còn có lũa. Ở đây bạn có lũa nè kìa. Lũa cái này gọi là lũa hả? Dạ đúng rồi. Lũa này là lũa thô đúng không? Cái này về mình phải nấu hay mình làm gì nó chì cho nó chìm? Ngâm nấu một dán vô đá. Còn bên đây nữa nè. Đây là những cái cây bonsai nhỏ người ta làm sẵn rồi mình dán rêu lên. Mình lấy cái cục rêu trong kia mình dán lên đây hả? Rồi cái hồ thủy sinh bự á là toàn bộ lũa nằm trên đây. Cái này là lũa để tạo tiểu cảnh đây. Dạ. Nhiều thế lắm. Cái này với cái này chắc mình lúc mà mình nhập về mình cũng mới lựa vậy lắm hả? Em lựa. Tại vì ngày nào cũng đi lên vựa thấy lùa nào mới, ngày nào đẹp là mình lấy. Ngoài ra thì bạn còn thức ăn nè, in vi nè, rất là tất tần tật. Nói chung là cái gì về cá là bạn có đủ hết á, rất là nhiều loại ha. Tắm cho cá cảnh thông thường nè, rồi tảo viên nè, đây cũng một cái hồ. Em cũng set up sơ sơ đây rồi, lại có tôm nữa nè. Coi còn hồi xưa kia bạn crayfish. Đây ở ngoài đường mà nếu mà mình đi ngang qua mình thấy cái hồ này là mình phải dừng lại liền nè. Nhìn nó bắt mắt, nhìn nó màu sắc, nhìn thoải mái đó bạn, nhìn nó như con cá giả vậy á. Nó dạ, có màu rồi. Tím, màu vàng. Cái này là cách đây 4 năm á, khi em vừa mở cửa hàng là những loại này nó giống như con cá sơn vậy đó. Màu trắng thôi. Nhưng mà nó bự lên nó có bị mất màu không? Không không, hiện tại giờ như anh em thấy là người Thái họ làm, hiện tại đang làm con beta dạ quang. Beta dạ quang đó. Cái gen gì kiểu gì đó, tụi này cũng hình thức tương tự vậy. Vậy là beta sau này nó cũng sẽ có những màu này. Có, chắc chắn có. Hay quá trời. Tương lai. Hiện tại loại này khoảng tầm trên 10 màu. Ngoài ra thì bạn còn có 7 màu nữa bạn. 7 màu này, 7 màu thường ha. Rồi cái này để là rùa kiến. Rùa kiến có cái này là con ba ba hay rùa? Rùa. Rùa. Nhìn cưng lắm mấy bạn. Tụi này có cho nó ăn không? Có, nó có cám chuyên dụng cho nó nữa. Lan nước nè bạn. Bèo, bạn có đủ món ăn chơi luôn ha. Ngoài ra còn có guppy nè, 7 màu. Tụi này là coi red ear. Coi coi red. Red có rip bông có thượng này, jumbo red tail. Red tail. Cá này cá tơ. Không có oxy luôn à. Hay quá. Oxy luôn à. Không oxy luôn. Khách ở đây hả? Nó nhiều em ôm bụng bầu luôn nè. Này về mà bắt về cái là đẻ liền à. Rồi ra bên đây bạn còn có chép nữa nè. Chép à. Tụi này là kêu bằng chép gì? Chép Nhật à. Chép đu phụng. Chép đu phụng. Lanh lắm bạn. Rồi nhoi nhoi luôn nè. Này mà ai mà hồ là dạng như hồ non bộ mà hả, nhìn tóc yêu đẹp ha. Rồi mỗi hồ em đều có một liệu lọc qua cái lọc nên là nước hay trong. Nước trong mà. Mỗi ngày mình thay nước, cứ mấy ngày mình thay nước lần hả? Định kỳ của em là tầm 2 đến 3 ngày thay toàn bộ. Ngày hôm nay tầm ít nhất là nửa nước. Cũng cực ha, ở dưới đây mình có rong nữa nè. Rong rêu. Mấy cái loại này nó có tên khác nhau không? Đã có tên khác nhau hết rồi. Ví dụ như cái này là cái gì? Kêu bằng rong gì quên rồi ta. Nói cái nhiều loại quá. Nhiều tên quá ha. Số loại cắt cấm. Cây cắt cấm bên hồ thủy sinh. Cái này mình biết nè. Cái này ở nhà mình nhiều lắm. Phía trong đây để phụ kiện nhiều thứ giờ nó tùm lum hết trơn à. Quá như, trời quá đất luôn. Một cái tiệm như vậy mình đầu tư rất là nhiều thứ ha. Nhiều tiền lắm ha. Ban đầu thì ít nhưng mà sau đó nó phát sinh từ theo nhu cầu của khách hàng với theo cái những gì mình cần để cho một cái hồ cá thì sẽ từ lâu cũng nhiều đó. Em có thể giới thiệu sơ cho anh thêm một số sản phẩm ở đây em có không? Ví dụ như mình muốn làm một hồ thủy sinh thì cái cần thiết là phải có phân nền. Phân nền thì nó chia ra rất nhiều loại anh em. Giờ ở đây mình có Senda nè, Mekong. Nó tốt hơn hay sao? Nó tốt hơn anh. Rồi ghét xanh. Ghét xanh. Rồi ghét đỏ. Ghét đỏ là dành cho tép nè. Cho tép kiển. Còn có custom soi, loại này là hình như theo em biết là nó là tốt nhất có ở em đang dự, em đang có đấy trong cái sản phẩm phân nền. Cái này là sỏi ha. Sỏi. Ở dưới đây là những cát hả? Cát, nói chung là những cái này cát mà mình cũng phải mua bọc gì ha, sao không ra dựa xây dựng hốt về cho nó nhanh. Nói chung là nó cái nào kiển nó cũng phải đẹp phải không? Ra còn có ba cái
này để nuôi cá lóc. À, cái loại sao? Giống sạn như là gớm, sạn gớm. Sạn gớm à. Đó. Bên đây mình có phố phụ kiện nè ha. Có phụ kiện. Hay chào Ayo nè. Amu. À, cái này là mấy chị mà nuôi nhỏ nhỏ văn phòng thích lắm nè. Đúng rồi, giống như những con cá phướng bên ngoài á. Một bé bé ha, à, nhưng mà cái này phải thay nước thường xuyên. Dạ. À, bạn có đây là si chem mà. Ờ, nhưng mà những cái này là phân để phân và dịch vụ lọc cho những cái hồ thủy sinh đó. Ở dưới đây mình có cái này là cái gì ta? Cái amo này là gì? Amo là vi sinh tổng hợp. Bắc cộng nè, DSP nè, rất là nhiều thứ ha. CO2 lỏng và CO2 viên. Rồi dưới đây mình có là bài ổ nóc, cái này của Thái Lan. Ốc. Tetra. Cái này là đang đình đám trên TikTok nè. Dạ đúng rồi. Barakiu với anti stress. Yes. Cái này à, giống cái va quá vậy. Cái này là bộ điếm giọt trong cái CO2 á. Đây. Cái điếm giọt. À. Cái này điếm là đèn CO2. Rất là nhiều thứ các bạn ha. Cái phải là cả ngày cũng không hết. Nhiều thứ lắm. Ăn cho tép. Ngoài ra bên đây bạn còn những cái lọc bio rồi máy bơm trên. Rất là nhiều thứ. Bơm thùng rồi đèn. Thùng đèn. Đèn dài ha. Quá trời nhiều. Ngoài ra bạn còn có một cái khu để mà lưu giữ đam mê của mình ha. Lưu giữ đam mê beta vẫn không có bỏ ha. Giới mà chơi beta mà lâu năm á là sẽ biết Quỳnh Viễn làm rồng rất là đẹp. Nó là đẹp hơn ha. Con cá form màu sắc. Con này là em mới cho lên keo ngày hôm qua tại nấu cá tơ. Ngoài ra dưới đây bạn còn một số hũ keo tách form rất là nhiều bạn. Còn trong đây keo tách form đây. Đây là khu để em ép cá. Khu để mình ép cá. Đáng lẽ là anh nói thiệt là em phải làm chạy. Rồi, nói chung nếu là... quá một cái tiệm như vậy mình rất là nhiều thứ trong đây, hay quá. Không có sức để làm anh em. Nhưng mà hiện tại nhiêu đây đã thấy quải rồi. Sau nào sau này mình thời gian cho con cái nữa. Sau này mình đào tạo đệ tử con cái rồi lên làm phụ. Đây đây, beta, beta của mình. Cái này là cá mình chưa tách hay là thủy sinh? À, đã tách trống ra phơm rồi, còn đa số là máy thôi. Máy rồng máy gì đẹp lắm bạn ha. Thủy sinh mình chưa lựa ra. Rất là đẹp. Đó, đây còn tập dĩa đẻ. Cũng đẻ đậu được vài lứa. Có thấy đây là cái hồ layout chuẩn bị vào cây. Cái này là mình dán bằng keo hả? À, dán bằng keo, keo rồi kết hợp với bông gòn rồi đây. Tất cả bây giờ là bằng keo hết, ráp lại. Ở đây cũng cái hồ, hồ này chắc là lâu rồi ha. Hồ này, nó hồ này chỉ tầm 3 tháng rồi. 3 tháng. 2-3 tháng. Rông này nó tỉa được vài lần rồi. Tới hạn tỉa nữa nhưng mà chưa rảnh để tỉa. Nhìn rất là nhẹ nhàng. Ở đây mà cái thu nhập chính ở tiệm mình đó, nó là cái gì vậy? Cá phụ kiện, thuốc, rồi thức ăn. Nhưng mà thức ăn thì có thu nhập tốt nhất. Nhưng mà tốt nhất thì mồi tươi. Chùm mồi. Chưa, lượng mồi tươi khách hàng của em cũng hơi bị nhiều. Cũng đúng ha, tại vì khách ai nuôi cá thì cũng phải cần cái đồ ăn cá đúng không? Dạ đúng rồi. Ở đây em bán là cái gì, trùng hả? Ở đây em có trùng chỉ. Trùng chỉ thì ngày em nhập tầm được 10 ký trùng. Rồi bo bo ha. Bo bo. Nhưng một bao như vậy là mình bán bao nhiêu? Một bao này nè, bao này 30.000 đó. 30.000, ô quá trời. Dạ. Cái này là cho cả chục đàn cá ăn luôn hả? Dạ đúng rồi, cũng nhiều quá. Còn cái này là trùng mình bán bao nhiêu một ký? Trùng chỉ hả? Trùng chỉ thì hiện tại là 140 một ký anh. 140 hả? Dạ. 140 ok mà. 140 mà trùng sạch như vậy là quá ok. À, ngoài ra còn có chép mồi. À, chép mồi. Đây là chép mồi. Nhiều thứ quá. Thì với kinh nghiệm chơi cá lâu năm của mình, cũng như là mình đã trải nghiệm mình mở một cái tiệm cá cảnh, thì em có cái lời khuyên, cái chia sẻ nào với những bạn mà có cái chung đam mê với mình và có nhu cầu, có muốn mở tiệm ra? Chung là nghề cá cảnh này nó tổng hợp rất là nhiều thứ. Cái nghề này hiện tại giờ nó cũng đang hot, nên là anh em muốn đầu tư hoặc là muốn kinh doanh bên cá cảnh thì trước tiên là mình phải trang bị cho mình cái kiến thức để về chăm sóc cá nè, rồi nhu cầu thị trường, nguồn hàng để nhập, rất là nhiều thứ. Trước đó thì em cũng có hướng dẫn về chỉ cũng một số anh em để đi lấy hàng, rồi cách để setup tiệm cá cảnh này kia để cho nó hợp lý nhất có thể. Nên là
Hiện tại thì anh em có cần cứ liên hệ mình sẽ chỉ hết. Biển sẽ giúp các bạn để mà các bạn có thể có một cái kiến thức hành trang để bắt đầu mình mở một tiệm cá cảnh hoặc là mình xây dựng một cái thương hiệu cá riêng của mình ha. Dạ đúng rồi. Ok, thì mình cảm ơn Biển vì buổi tham quan và chia sẻ kinh nghiệm, những kiến thức quý báu của Biển ngày hôm nay. Và cũng xin chúc cho các bạn, những người mà có đam mê cá cảnh, có thể thành công trong con đường cá cảnh của mình sắp tới. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.